Bạn khán giả nhìn thấy trên màn hình đấy, khi mà cái đội hình của hai bên giống y xì nhau, bởi vì đó là cái đội hình được ban tổ chức cung cấp cho FPBL sắp tới. Và các cầu thủ trong sân thì y xì nhau luôn. Chẳng qua là chỉnh một chút về cái mặt cái gọi là gì nhỉ? Vị trí thi đấu thôi. Và trận đấu bắt đầu. Jugend ở bên tay trái màn hình chúng ta với trang phục full cây trắng. Bên kia full cây đen. Những phút đầu tiên có vẻ như thế trận đang nhỉnh hơn bên phía của Jürgen Angry FF. Lại một siêu phẩm đã đến. Vừa mới có một comment của Mạnh Chiến Hoàng trên kênh Phước Phở là chưa thấy pha FD nào thành bàn thì ngay lập tức một pha FD đã tạo nên bàn thắng. Và đó là Angry biên bản moment. Angry Icon chứ, đúng không? Tôi mất Icon 6. Không phải là diễn viên sân khấu điện ảnh. Đúng, không phải diễn viên đâu. Đây rồi, Angry này. Ui, khéo. Rất hay. Hai nét vét đã va chạm nhau. Cầu thủ hai bên y xì nhau nên là họ sẽ có những sự tương đồng. Rất mơn trớn, khó chịu. Schweinsteiger không được, phạt bóng hơi sâu, vẫn có lỗi và đá phạt dành cho Jürgen. Tôi luôn chờ đợi một tình huống sút thẳng nhưng mà có vẻ như sẽ là một tình huống phối hợp, bởi vì bây giờ khoảng cách đang là một bàn. Nedved FD. Ui chà. Bên này cũng có FD, cũng có siêu phẩm bằng power shot. Ngay sau khi mà bạn Mạnh Chiến Hoàng comment là chưa thấy FD nào thành bàn, buồn ghê, thì đã có liên tục hai bàn thắng được đến từ FD. Và 3 phút bù giờ, Djokovic cũng sẽ tổ chức một pha bóng cuối. Winner Rooney. Không được. Baggio xoay người tốt. Chiesa vẫn còn quá đông, dứt điểm, đẹp phát không vào. Điều là rất bình tĩnh và tỉnh táo hơn tình huống vừa rồi. Dứt điểm cũng chưa đủ độ hiểm hóc. Vậy cái quy luật của chúng ta vẫn đang được tiếp tục. Ui, rất nguy hiểm từ rất xa và bóng đi sệt. Bóng đi là mặt đất chứ không quá bổng. Phản xạ tỉnh táo của thủ thành Sydney. Và chúng ta đến với trận đấu thứ hai thôi, bởi vì trận đấu đầu tiên này đúng là quá cân kèo rồi. Không phải một trận đấu tạo nên nhiều bàn thắng như những gì chúng ta được chứng kiến của top 2 của pha lưới Quý Duy và Thành Đạt. Và bây giờ sẽ là những diễn biến trong trận đấu lượt về của cặp đấu bán kết 2, Jürgen gặp Djokovic. Ở bên tay trái màn hình chúng ta với trang phục full cây trắng là Jürgen. Khác nhau thủ môn thì khá là lạ nhỉ, tại sao một đội bóng lại chọn hai thủ môn như vậy mà không nhường vị trí để có những cái phương án thay thế hoặc là không sao. Thực ra đấy là luật vẫn phải có hai thủ môn đúng không? Bởi vì em nghĩ là nếu như không thì lúc này phải có hai thủ môn. Nếu mà không mất một thì phải mất được thôi. Một ông thủ môn thì lương cao hơn một chút, một ông thủ môn lương thấp để mà tùy theo biến động của từng người. Có vận động viên thì họ sẽ dùng những quả hậu vệ cánh lương cao, ông thì dùng hậu vệ cánh lương thấp hơn. Tạt cánh đánh đâu không được. Ra là vậy. Những người khác mà chỉ số 121 là mở ra là coi như là không dám ra đường. Đấy, anh muốn có sút thẳng có ngay nhưng mỗi tội không vào được. Ở đây tình huống ZD. Trận này Djokovic bắt đầu mất bóng sân nhà hơi nhiều. Baggio, ui bùng quá. Liệu có phải vì dấu vai hay không mà chúng ta đang sắp được chứng kiến trận hòa không đều đầu tiên kể từ vòng tứ kết. Em không bàn thắng thì coi như là một triệu đưa thẳng cho Quý Duy được rồi. Đúng rồi, chắc chắn luôn. Trận này hai bên đều khó ghi bàn. Còn trận đấu chung kết nữa là làm sao ghi được tận 20 mấy bàn này khó. Đó thì Quảng Hữu có một phát hiện khá hay là hai anh em đang đá để solo FD thôi. tí trận cuối với vùng. Thế là bây giờ một là FD, hai là thôi. Nhưng đây có thể có cơ hội. Rất hay. Đi xuống. Jürgen nổ xuống. Vậy là vẫn chưa có trận đấu nào không đều kể từ vòng bán kết, vòng tứ kết. Và Jürgen lại một lần nữa vươn lên dẫn trước. Chia xa. Và dứt điểm DD nhưng mà tỉa kiểu má ngoài. Thảo diệu. Thời gian còn chừng tầm khoảng hơn 10 phút nữa ở in game. Mật. Ui, tốc độ của Angry. Gacheres đuổi hộ cái và FD được này, FD được này. Đúng rồi. Đóng hòm. 2-0 dành cho Jürgen. Thôi xong. Em không để nàng vừa ăn mì vừa đá thì thua là đúng rồi. Đỏ anh nhai liên tục cùng ăn thua. Khi mà nhìn cam của hai vận động viên thì tôi thấy cảm giác như kiểu Jürgen đang vừa ngủ vừa đá. Con mặt rất buồn ngủ. Mặt khá díu nhưng mà đá vẫn tươi. Rất díu. Có thể là anh đã sử dụng một số vật dụng thôi, một số các thứ vật dụng trông nó hơi phiêu, hơi phê. Phải là nét phép. Ôi rồi. Hết giờ rồi. 2 phút bù giờ. Người ta có túy quyền. Bây giờ đây là còn có ngủ quyền, ngủ tiếng Hán là gì anh nhỉ? Anh giờ tiếng Trung mà. Hả? Ngủ trong là... Thụy là Thụy quyền. Thụy quyền này. Vừa ngủ vừa đá. Ôi rồi, các cầu thủ đình công rồi. Ở đình công luôn rồi. Đội một đá nữa. À, thủ môn lên ông kia thủ môn đang lên. Kéo thủ môn lên bây giờ mất phải quay về mất bao nhiêu thời gian. Lần trước tình huống này ném viên rồi chờ thủ môn về. Đúng. Cái này ngoài đời nó không xảy ra đâu bởi vì thủ môn lên rồi là ném biên ném luôn. Ném ăn luôn. Đây là có những tình huống gọi là IQ cao là thủ môn ra ngoài xong là nhặt ngay quả bóng thứ hai ném vào để đâu phải dừng lại. Và như vậy là chiến thắng chung cuộc trong trận đấu này đã thuộc về bên phía của Jürgen. Anh sẽ là vận động viên thứ hai vào đến chung kết và đối thủ của anh chính là Quý Duy. Nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu. Nơi khẳng định giá trị tên tuổi. Với những khoảnh khắc đặc biệt. Đẳng cấp. Và khó quên. Giải đấu ấy mang tên The Titans League mùa 1. Livestream trực tiếp trên các kênh sóng OnLip Luận BK, Facebook AC Xuân Tài, YouTube Bình luận viên Phước Phở. Bắt đầu từ 21 giờ các ngày 24, 25 tháng 1 và 31 tháng 1, mùng 1 tháng 2.